Nương nương à, mấy ngày nay ngày nào hoàng thượng cũng lật thẻ của Ngô quý nhân. Ả ta ngày càng không coi ai ra gì. Thuốc gì mà đắng dữ vậy? Bộ người không muốn sống nữa hay sao? Nương nương, người hãy bớt giận, tức giận sẽ hại sức khỏe. Tại sao cha ta vẫn còn bị giam lỏng? Người của Đại Lý Tự, bộ đã chết hết rồi hay sao? Nương nương, người hãy bớt nóng ruột, chắc là vài ngày nữa sẽ có tin tốt thôi mà. Đợi cho tới khi ả Ngô quý nhân đó có long thai hả? Nhà ngươi có hoàng tử để làm gì? Mau đi nhắc với hoàng thượng, Minh Luân đang học bài ở chỗ của ta, mời người tới đây. Có như vậy mà thần thiếp cũng không nghĩ ra. Vậy thì thần thiếp xin cáo luôn. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Chép phạt xong chưa? Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi rồi, xin hoàng thượng đừng giận thần thiếp nữa. Nàng biết lỗi à? Nàng biết lỗi thì được gì? Cũng may Phạm Thu Quý là người không chấp nhận. Nếu là người khác thì đã quỳ trước đại điện kêu oan rồi. Lúc đó thì nàng tính sao? Nàng muốn làm gì? Muốn lãnh thêm kinh Phật về chép sao? Thần thiếp chỉ là muốn hoàng thượng xem qua thơ của Minh Luân. Hôm nay được thái phó khen ngợi nhiều lắm. Thơ rất hay, chữ viết lại giống tiên hoàng lúc còn trẻ. Hay lắm. Nó đang ở đâu? Dạ Minh Luân đang ở cùng với Trang Phi đi nghỉ ngơi. Ừ, được, ta sẽ đến thăm nó. Hoàng thượng, Thục Thiệp Dư bên Trường Sanh Cung vừa báo hoàng tử Minh Tông đã ngã bệnh thưa hoàng thượng. Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Dạ, bị phong hàn thưa hoàng thượng. Lập tức ghé Trường Sanh Cung. Dạ. Đúng là cố tình chống đối ta mà. Minh Luân, mẫu thân con sợ quá. Không sao không sao, có mẫu thân đây rồi, đừng sợ. Nương nương à, suýt chút nữa là hoàng thượng đã đến đây rồi. Có gì khó hiểu? Mẫu thân, rõ ràng là hoàng thượng coi trọng con của ảo hoàng hậu đã chết hơn con của nhà ngươi. Minh Tông học hành tiến bộ, trẫm rất vui lòng. Các hoàng tử nên học tập theo Minh Tông. Dạ hoàng thượng. Lễ Tần, còn Minh Thạch nữa, năm sau là đủ tuổi đến tập thiền đường học tập rồi đó. Dạ hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng và các vị nước nương, có việc không hay rồi. Chuyện gì? Người đó đi. Khởi bẩm hoàng thượng và các vị nước nương, hoàng tử Minh Tông đang quỳ lạy ở thái miếu thì đột nhiên ngất xỉu. Người nói sao? Đã mời thái y chưa? Dạ, đã truyền thái y. Hiện hoàng tử đã tỉnh lại, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng thái y có nói tại sao hoàng tử lại ngất xỉu hay không? Dạ, theo chẩn đoán ban đầu thì nguyên nhân là do hoàng tử bị cảm lạnh mà lại uống thuốc giải nhiệt, cho nên bị hao hụt khí huyết mới dẫn đến việc bị ngất xỉu. Nhưng thái y diện chưa từng cho Minh Tông uống thuốc giải nhiệt mà. Kẻ nào dám hãm hại hoàng tử của trẫm?
Hy Lộc. Dạ. Hãy bao điều tra cho trẫm. Nhất định trẫm sẽ mang kẻ đó ra lăng trì. Dạ. Nương nương à, xin người hãy cứu lấy mẹ con thần thiếp. Thật sự là thần thiếp cũng không biết được là Minh Tông lại bị bệnh như vậy. Mưu kế nào của ngươi cũng nát bét như vậy. Ngươi tự làm thì tự chịu đi, đừng có khóc lóc với ta. Nương nương, tại sao ngươi lại nói như vậy? Dù sao xin người hãy để tâm thần thiếp và Minh Hương, hai mẹ con đã thôi người mấy năm nay. Nếu như không có ta, ngươi ngồi được ngôi tần vị hay sao? Đừng có liên lụy tới ta. Nương nương, tại sao ngươi lại nói như vậy? Mưu kế lần này ngươi cũng có phần trong đó mà. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi ngoan ngoãn chịu chết thì ta sẽ nuôi Minh Luân cho ngươi. Còn không thì Minh Luân sẽ đi cùng với ngươi cho có bạn. Ngươi chọn đi. Chủ tử. Đừng có tới cung Khôn Thái nữa. Ta không muốn liên quan tới nhà ngươi. Chủ tử.